Báo Le Monde đưa tin, cuối ngày 7 tháng 7, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal thông báo ông sẽ đệ đơn từ chức lên Tổng thống Emmanuel Macron sau khi liên minh đảng của ông thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội cuối tuần qua. Trở thành thủ tướng là vinh dự cả đời tôi, nhưng vì liên minh đảng không giành được thế đa số trong quốc hội, tôi sẽ đệ đơn từ chức lên Tổng thống vào sáng mai, mùng 8 tháng 7, ông Attal thông báo. Ông cho biết thêm nếu đơn từ chức của ông bị từ chối, ông sẵn sàng tiếp tục nhiệm vụ của mình. Theo điện LEC, Macron sẽ đợi cho đến khi quốc hội mới hoàn tất nhân sự, ông mới đưa ra những quyết định cần thiết. Điều đó có nghĩa là ông Attan có thể tại vị trong vài ngày hoặc vài tuần tới. Quyết định của ông Attan được đưa ra sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ bầu cử quốc hội Pháp ngày 7 tháng 7 cho thấy Liên minh cánh tả mặt trận bình dân mới NFP bất ngờ chiếm ưu thế. NFF được dự đoán giành 184 tới 198 ghế, trong khi liên minh trung dung của tổng thống Macron ước tính giành 160 tới 169 ghế. Liên minh đảng cực hữu tập hợp quốc gia RN chỉ giành từ 135 tới 143 ghế. Kết quả này được cho là khá bất ngờ so với sự đoán ban đầu rằng RN sẽ chiếm thế đa số trong Quốc hội Pháp. Ngày 7 tháng 7, Đông đảo cử tri Pháp đã tiến hành bầu cử vòng 2 để lựa chọn 501 đại biểu còn lại vào Quốc hội, ngoài 76 đại biểu đã được bầu ở vòng 1. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ ngay sau bầu cử do Bộ Nội vụ Pháp công bố, với từ 178 đến 205 đại biểu, Liên minh Mặt trận Bình dân mới, NFP, đã giành vị trí đứng đầu. Phe của tổng thống Emmanuel Macron tuy mất đa số tương đối nhưng vẫn về vị trí thứ hai với từ 157 đến 174 ghế. Một bất ngờ lớn là mặc dù đã giành vị trí đứng đầu ở vòng 1 với gần 34% phiếu bầu, song Đảng cực hữu tập hợp quốc gia, RN, chỉ về vị trí thứ 3 tại vòng 2 với từ 113 đến 148 ghế, không còn cơ hội nắm chính phủ. Kết quả kiểm phiếu khẳng định không có khối chính trị nào giành được ít nhất 289 ghế để tạo thành đa số tuyệt đối tại Quốc hội Pháp. Tuy vậy, với thắng lợi hoàn toàn bất ngờ, NFP sẽ trở thành lực lượng chính trị lớn nhất tại Quốc hội khóa mới. Trong một diễn biến khác cùng ngày Thủ tướng Pháp Gabriel Attal tuyên bố sẽ gửi đơn từ chức tới Tổng thống Emmanuel Macron vào sáng 8 tháng 7 và sẽ thực hiện chức trách tới khi nào cần thiết. Tuyên bố trên được Thủ tướng Attal đưa ra sau khi dữ liệu thăm dò ban đầu cho thấy đảng Phục hưng theo đường lối trung dung của ông và Tổng thống Macron cùng các đồng minh của đảng này đứng thứ hai tại quốc hội trong cuộc bầu cử vòng 2. Kết quả sơ bộ của bầu cử vòng 2 cũng cho thấy Pháp hiện có vẻ như đang bị mắc kẹt trong một kịch bản quốc hội treo. Theo cựu Thủ tướng Edward Philip, nước Pháp cần có một thỏa thuận để đảm bảo có được một chính phủ ổn định, đồng thời khẳng định ông sẵn sàng gánh vác trọng trách này và mời những người khác cùng tham gia. Kết quả bầu cử Quốc hội Pháp vòng 2 phù hợp với dự đoán Theo cuộc thăm dò ý định cử tri do Opinion Way thực hiện, RN có thể chỉ giành được từ 205 đến 230 ghế, cách xa con số 289 cần thiết để đạt được đa số tuyệt đối. Liên minh cánh tả NFP dự kiến sẽ giành được từ 145 đến 175 ghế, trong khi phe Tổng thống sẽ có khoảng 130 đến 162 ghế và đảng những người Cộng hòa, LR, từ 38 đến 50 ghế. Cuộc khảo sát cũng cho thấy trên 40% cử tri Pháp tin rằng sẽ không có nhóm chính trị nào trong ba khối tranh cử chính giành được đa số tuyệt đối, trong khi chỉ có 35% tin rằng phe cực hữu sẽ đạt được mục tiêu này. Kết quả thăm dò cũng phù hợp với nhận định của giới quan sát chính trị và dư luận báo chí và truyền thông. Theo đó cuộc đua vòng hai tổng tuyển cử tại Pháp sẽ rất gay cấn nhưng không có quá nhiều bất ngờ. Tuy nhiên, đảng cực hữu và các đồng minh giành được nhiều ghế nhất khiến phe đa số sắp mãn nhiệm của Tổng thống Emmanuel Macron trở thành phe thiểu số và buộc ông sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong chặng đường 3 năm còn lại của nhiệm kỳ. Vòng 2 cuộc bầu cử sẽ diễn ra tại 500 khu vực bầu cử, với hơn 1.000 ứng cử viên tham gia cạnh tranh những ghế còn lại trong tổng số 577 ghế tại Quốc hội sau khi đã có 76 ứng cử viên trúng cử trong vòng 1. Khoảng 30.000 cảnh sát và hiến binh đã được triển khai tại các điểm bầu cử, trong đó có 5.000 nhân viên ở thủ đô và các vùng ngoại ô Paris, cho thấy mức độ căng thẳng và nguy cơ bất ổn tiềm ẩn trong sự kiện có ý nghĩa quyết định đến đời sống chính trị tại nước Pháp này. Bước vào vòng 2, RN có lợi thế dẫn trước tại 258 trên tổng số 439 khu vực bầu cử có đại diện tham gia. Thách thức đặt ra cho phong trào dân tộc chủ nghĩa và dân túy này không còn là chiến thắng mà là giành đủ số phiếu để trở thành đa số tuyệt đối trong quốc hội để có thể tự đứng ra thành lập chính phủ mới. Ở chiều ngược lại, nỗ lực ngăn chặn phe cực hữu giành đa số tuyệt đối cũng là mục tiêu quan trọng của phe đa số, sắp mãn nhiệm và liên minh cánh tả. Hai bên đã cùng nhau thiết lập mặt trận cộng hòa chống RN bằng chiến lược rút ứng cử viên cạnh tranh nhằm tập trung phiếu bầu trong vòng một cuộc bầu cử đã ghi nhận sự cạnh tranh kỷ lục khi có tới 308 khu vực bầu cử có 3 hoặc 4 ứng cử viên cạnh tranh ở vòng tiếp theo. Nhưng trong vòng chưa đầy 48 giờ sau khi có kết quả vòng 1, đã có 221 ứng cử viên, chủ yếu của NFP 131 và phe tổng thống 82 tuyên bố rút lui. Đây đều là những ứng cử viên được đánh giá là khó có cơ hội thắng cử ở vòng 2. Việc các đối thủ chính trị bắt tay nhau thực hiện chiến lược rút lui hàng loạt có thể tước đi đa số tuyệt đối của RN. Tuy vậy, kết quả thực tế sẽ tùy thuộc vào thông điệp chỉ đạo bầu cử cụ thể của các đảng và một yếu tố then chốt là quyết định chuyển phiếu bầu của cử tri khi các ứng cử viên mà họ ủng hộ rút lui hoặc bị loại. Trước bầu cử vòng 2, bà Marine Le Pen, người đứng đầu nhóm RN trong quốc hội sắp mã nhiệm, bày tỏ tin tưởng đảng này có thể đạt ngưỡng khoảng 270 ghế trong cơ quan lập pháp mới. Tuy nhiên, theo cuộc thăm dò ý định cử tri do Opinion Way thực hiện, RN có thể chỉ giành được từ 205 tới 230 ghế, cách xa con số 289 cần thiết để đạt được đa số tuyệt đối. Liên minh cánh tả NFP dự kiến sẽ giành được từ 145 tới 175 ghế, trong khi phe tổng thống sẽ có khoảng 130 tới 162 ghế và đảng những người Cộng hòa LR từ 38 tới 50 ghế. Cuộc khảo sát cũng cho thấy trên 40% cử tri Pháp tin rằng sẽ không có nhóm chính trị nào trong ba khối tranh cử chính giành được đa số tuyệt đối, trong khi chỉ có 35% tin rằng phe cực hữu sẽ đạt được mục tiêu này. Kết quả thăm dò cũng phù hợp với nhận định của giới quan sát chính trị và dư luận báo chí và truyền thông. Theo đó, cuộc đua vòng 2 tổng tuyển cử tại Pháp sẽ rất gai cấn nhưng không có quá nhiều bất ngờ. Tuy nhiên, đảng cực hữu và các đồng minh giành được nhiều ghế nhất khiến phe đa số sắp mãn nhiệm của Tổng thống Emmanuel Macron trở thành phe thiểu số và buộc ông sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong chặng đường 3 năm còn lại của nhiệm kỳ. Các cuộc thăm dò cho thấy đảng cực hữu National Rally tập đoàn quốc gia RN của bà Marine Le Pen đã giành được chiến thắng trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử quốc hội Pháp hôm 30 tháng 6. Tuy nhiên, theo Reuters, kết quả bầu cử cuối cùng sẽ phụ thuộc vào những ngày tới. Các cuộc thăm dò của IPSRS, Adflop, Opian Way và LS cho thấy RN được cho là đã giành được khoảng 34% số phiếu bầu. Đây được xem là một thất bại lớn đối với Tổng thống Emmanuel Macron sau khi ông kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử nhanh chóng. Bà Le Pen nói về đám đông cổ vũ tại khu vực bầu cử Kenin biamon miền Bắc nước Pháp. Người Pháp đã sẵn sàng sang trang. Trước đây, các đảng trung hữu và trung tả đã hợp tác để ngăn RN nắm quyền nhưng hiện vấp phải sự khó khăn hơn bao giờ hết. Tỷ lệ phiếu bầu của RN cao hơn các đối thủ cánh tả và trung dung, bao gồm cả liên minh Together cùng nhau của ông Macron. Liên minh này được cho là đã giành được 20,5% đến 23% số phiếu bầu, trong khi đó liên minh cánh tả mặt trận nhân dân mới NFP được dự đoán sẽ giành được khoảng 29% số phiếu bầu. RN đạt được kết quả khả quan trong bối cảnh cử tri không hài lòng với ông Macron, chi phí sinh hoạt cao và mối lo ngại ngày càng tăng về vấn đề nhập cư. Nếu không có ứng cử viên nào đạt 50% số phiếu bầu ở vòng đầu tiên, hai ứng cử viên hàng đầu sẽ tự động đủ điều kiện vào vòng 2, cũng như tất cả những người nhận được sự ủng hộ từ 12,5% số cử tri đã đăng ký tham gia bỏ phiếu. Ở vòng 2, ai giành được nhiều phiếu bầu nhất sẽ thắng khu vực bầu cử. Reuters cho biết tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu hôm 30 tháng 6 đạt mức cao. Giám đốc nghiên cứu IPSOS Frank Matthew Kalas cho hay vào lúc 15 giờ ngày 30 tháng 6 giờ GMT, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là gần 60% so với 39,42% cách đây 2 năm. Trong khi đó, ông Macron đã kêu gọi cử tri ủng hộ các ứng cử viên Cộng hòa và Dân chủ. Các nhà lãnh đạo chính trị thuộc phe trung tả và cực tả đều yêu cầu các ứng cử viên đứng thứ ba của họ bỏ cuộc. Jordan Badella, chủ tịch của RN, 28 tuổi, cho biết ông sẵn sàng trở thành thủ tướng nếu đảng của ông giành được đa số phiếu bầu tại quảng trường Republic Square ở Paris và nhìn người biểu tình chống RN đã tập trung và bày tỏ ý kiến. Nazia Khandi, một giáo viên 33 tuổi, nói rằng cô cảm thấy buồn bã và sợ hãi trước kết quả tốt của RN. Sau màn thể hiện tệ hại của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc tranh luận với cựu Tổng thống Donald Trump tối 27 tháng 6, một số thành viên Đảng Dân Chủ đã công khai đặt câu hỏi có nên thay thế người đại diện cho đảng trong cuộc bầu cử cuối năm nay hay không. Một bước ngoặt chính trị đầy rủi ro như vậy là điều hiếm có trong lịch sử bầu cử hiện đại của Mỹ. Tổng thống Biden khẳng định ông không có kế hoạch kết thúc chiến dịch tranh cử của mình. Đảng Dân Chủ sẽ gần như không thể thay thế ông trừ khi ông tự quyết định rút lui. Ông Biden đã chiến thắng trong vòng bầu cử sơ bộ và khoảng 3.900 đại biểu của đảng sẽ tham dự đại hội ở Chicago vào tháng 8 này đều trông vào ông để chỉ định một ứng cử viên chính thức các đại biểu từ 50 bang tham dự hội nghị sẽ trao quyền cho một ứng cử viên dựa trên kết quả vòng bỏ phiếu sơ bộ nếu ông Biden dừng lại các đại biểu sẽ phải tìm người thay thế lịch sử Mỹ từng xảy ra chuyện như vậy Ngày 31 tháng 3 năm 1968, Tổng thống Lyndon Johnson đưa ra tuyên bố gây sốc rằng ông sẽ không tái tranh cử. Tuyên bố đã biến đại hội năm đó ở Chicago thành một cuộc khủng hoảng chính trị với những phong trào biểu tình trên đường phố và các đại biểu cánh tả tức giận trước lập trường ủng hộ chiến tranh của ứng cử viên đảng chọn Hubert Humphrey sau hỗn loạn đó quy định mới được đưa ra nếu một ứng cử viên từ bỏ sau khi được đề cử chính thức ủy ban quốc gia của đảng dân chủ hoặc ủy ban quốc gia đảng cộng hòa sẽ đề cử ứng cử viên mới sau khi tổ chức phiên họp bất thường những ứng viên tiềm năng Phó tổng thống Kamala Harris gần như chắc chắn sẽ đứng đầu danh sách, nhưng bà gặp phải những bất lợi trong công việc và số phiếu bầu kém, khiến pháp Mỹ quy định phó tổng thống sẽ trở thành tổng thống nếu tổng thống qua đời hoặc mất năng lực. Nhưng quy định này không ảnh hưởng đến quy trình của đảng trong việc lựa chọn người được đề cử. Ngoài phó tổng thống, một số người khác đang nuôi dưỡng khát vọng trở thành tổng thống trong tương lai, bao gồm thống đốc California Gavin Newsom thống đốc Michigan Gretchen Whitmer, thống đốc Pennsylvania Joe Shapiro, thống đốc Illinois JB b Grisco, và Bộ trưởng Giao thông Vận tải p Buttigieg. Các ứng cử viên sẽ phải có chữ ký của 600 cử tri đoàn để được đề cử. Dự kiến trong năm 2024 sẽ có khoảng 4.672 đại biểu, trong đó có 3.933 đại biểu cam kết và 739 đại biểu tự động hoặc siêu đại biểu có thể sẽ có bài phát biểu đề cử và phát biểu tán thành. Nhiều ứng cử viên có thể được đề cử trước khi danh sách được thu gọn. Nếu không ai được đa số đại biểu ủng hộ thì sẽ diễn ra hội nghị thương lượng với lãnh đạo đảng để tìm ra người được đề cử. Có thể phải mất vài vòng bỏ phiếu để tìm ra người được đề cử. Đại hội như vậy diễn ra gần đây nhất vào năm 1952.